Alo, alo, xin chào chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của Nguyên, Smart Investment, Nguyên Coffee Stock. Hôm nay vẫn tiếp tục ha, quay trở lại làm video review cho anh chị mình về những cái xu hướng của thị trường, đặc biệt nhất là sau những cái phiên mà rung lắc mạnh như thế này, ha, có nhiều cảm xúc như thế này, có nhiều vấn đề để anh chị mình đề cập sâu hơn như thế này, ha, thì anh chị mình sẽ có những cái góc nhìn ra sao, đúng không? Thì những cái phiên như thế này á, mình sẽ không có thể nào mình nói về những cái gọi là kỹ thuật được, đúng không? Đôi lúc á, là mình sẽ nói về kỹ thuật, nhưng mà đôi lúc với những cái phiên như thế này thì nó mang yếu tố bên ngoài nhiều hơn, đúng không? Những cái yếu tố về margin, những cái yếu tố về nghiệp vụ công ty chứng khoán, những yếu tố về cung cầu ha, những cái yếu tố đấy nó sẽ mang cái yếu tố tác động nhiều hơn đến thị trường đấy, không phải là về cái yếu tố kỹ thuật nữa. Chính vì vậy anh chị thấy á, khi mà những ai mà đánh về những cái yếu tố về chỉ báo, những cái chỉ báo trên thị trường đấy, thì anh chị thấy những cái phiên mà nó gãy mạnh như thế này, rất nhiều người đã kêu là thủng hỗ trợ, rủng chỉ báo, thủng này kia, anh chị mình đã dần dần bán ra tất cả những cái mã cổ phiếu của mình, đúng không? Thì khi bán ra như vậy là dính ngay những cái ý đồ của các đội rồi, họ đạp như vậy để ép anh chị mình bán, thì anh chị mình bán là coi như anh chị mình đã dính ngay những cái nhịp điều chỉnh, những cái thành công trong cái quá trình mà rũ bỏ của sao của các đội trên thị trường, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi vào phân tích những cái sự vận hành của phiên ngày hôm nay, xem là góc nhìn ra sao đấy, mua như thế nào, bán như thế nào, có mua được hay không, những yếu tố gì đang có những sự cản trở, thì mình phải coi, mình sẽ xem toàn bộ thị trường nó ra sao. Phiên ngày hôm nay nhìn chung là tất cả các mã, đa số phiên ngày hôm qua đạp sàn thì hôm nay đã có những sự hồi phục cực kỳ tốt, đúng không? Thì nhưng mà những con sẽ có những con hồi phục tốt, nhưng mà những con hồi phục không có tốt đấy, hồi phục yếu hơn, nhưng mà nhìn chung có những sự hồi phục là ok rồi ha. Thì những xu hướng kế tiếp sẽ là rất quan trọng anh chị ha. Đấy rồi mình sẽ đi vào ha. Thứ nhất á, là anh chị thấy là như em có chia sẻ video ngày hôm qua nè, Bernie Sanders nè, Fcon Brazil nè, đẩy nhanh quá trình rũ bỏ nè, nhà đầu tư nên xử lý ra sao, anh chị có thể xem lại cái video này của em ha. Thì em đã chia sẻ rồi, phiên sáng ngày mai là anh chị mình tuyệt đối không được bán ra những cái lượng cổ phiếu của mình, đúng không? Nếu mà bán được cái giá hồi phục giá xanh thì bán, không bán được thì thôi, không tuyệt đối, mà khi nó đạp về rồi chắc chắn sẽ có những nhịp đạp. Vì sao? Những cái yếu tố về margin, những cái này á, là mình tính toán được ha. Thứ nhất là những anh chị nào mua ở trên đỉnh, những cái mã cổ phiếu mà đu ở trên đọt á, thì khi mà đạp ba cây như thế này, bình thường á, thì nếu mà ba phiên giảm giá thì cũng không thể nào mà call margin của anh chị được, đúng không? Cái tỷ lệ call margin thật sự nó rất là thấp, mà thị trường phải có những gì nó mà ghê dữ lắm thì anh chị mình mới bị call margin. Nhưng mà các đội á, khi mà cái phiên ngày hôm qua họ đánh một cái cây mà sàn toàn thị trường, là em có đề cập nè, cái tiêu đề em ghi rất là rõ, đẩy nhanh quá trình rũ bỏ, là sao? Thay vì phải rất nhiều phiên giảm thì nó mới bị call margin, thì bây giờ hả, nếu mà nhiều phiên giảm như vậy có thể là anh chị mình sẽ đảo hàng, cover, cưa chân bàn hay gì đấy, thì các đội họ không thể nào mà họ ép anh chị được, thì họ phải đánh một cái cây sàn, đúng không? Họ ép một phát 7% luôn, họ đẩy nhanh cái quá trình rũ bỏ đó, phải đánh 7% thì thứ nhất 7% ngày mai nè, phiên ngày hôm nay nè, anh chị thấy không, giảm rất là ghê nha, giảm mà xuống tới những vùng 1.100 luôn nè đấy, mà giảm như vậy chắc chắn là từ trên đọt mà đu xuống ha, từ trên đọt mà đu xuống là mười mấy phần trăm, là những mã cổ phiếu tùy vào những mã, đúng không, từ dao động từ 10% tới 15%, là chắc chắn rằng là bị call margin là cái chắc ha, bị call margin là cái chắc đấy. Thì sao? Thứ nhất, phiên sáng đạp rất mạnh nhưng cái khối lượng bán ra rất là bé. Khi mà mình học về kỹ thuật, mình sẽ nói về khóa học ha, em sẽ chia sẻ thứ năm này là cái buổi kế tiếp nè, em sẽ nói về cái vấn đề này để chị mình hiểu rõ ha. Khi mà đạt những cái xu hướng mà nó mạnh như vậy, mà không có yếu tố đi kèm theo, đó là cái khối lượng và vol, thì anh chị biết rằng như em có chia sẻ rồi, cái dấu chân của dòng tiền lớn họ thể hiện qua khối lượng. Nếu như mà một mã cổ phiếu bán ra, cho nên anh chị mình phải biết dình chạc, đúng không? Trong khóa học của em là em có chia sẻ cho các anh chị học viên, là mình xài cái fan này nè anh chị, mình gắn mấy cái này vô mình xem coi, đúng không, mình xem coi cái vol như thế nào, khi mình cầm cổ phiếu mà mình biết cái mã cổ phiếu mình nó đang có những cái xu hướng như thế nào thì anh chị mình cũng tự tin, anh chị mình nắm giữ hơn, đúng không? Anh chị mình tự tin nó rất là nhiều. Hôm nay đạp mà vol bé nè, là tôi biết là cái thằng lái nó chưa có ra hàng, đúng không, các đội lớn chưa có ra hàng đấy, là đây là yếu tố đạp ảo, đạp để dụ anh chị mình bán, đạp để ví dụ như phiên ngày hôm nay là đạp ép margin, họ đạp cứng như vậy đó, mười mấy phần trăm, là vì các công ty chứng khoán mà vượt tỷ lệ an toàn họ buộc phải giải chấp toàn bộ lượng cổ phiếu anh chị đang vay margin,
mà đang bị cấn cái tỷ lệ, họ phải buộc họ bán ra hết để họ trả cái lượng tiền của mình, đúng không? Đây là cái thỏa thuận ban đầu, anh vay margin mà anh vượt tỷ lệ an toàn thì tôi phải giải chấp cái lượng an toàn margin của anh, đúng không? Đấy thì họ đạp như vậy thì rất nhiều cái lượng hàng margin trên thị trường đã bị xả ra, thì đương nhiên hàng margin này là trong một cái tình thế là nó ép buộc bắt buộc phải xả ra, đúng không? Trừ khi nào anh chị nạp tiền thêm nên chị mình đỡ, nên là chị nâng cái tỷ lệ lên trở lại. Thì bây giờ anh chị mình đạp bình thường, anh chị mình không bán, anh chị mình gồng, đúng không? Thì ai sử dụng margin họ đạp như thế này là buộc anh chị mình phải bán. Anh chị không muốn bán, công ty chứng khoán cũng bán của anh chị, đó là nghiệp vụ rồi, đúng không? Những yếu tố là mình không thể nào mình nhìn về kỹ thuật được. À, ai nói là về hỗ trợ bật lê gì đấy ha, nó không hợp lý, đúng không? Mình phải nhìn rõ ràng là bây giờ nó giải chấp thì nó phải bán ra thôi, đúng không? Thì ai là người mua lại những cái cục hàng đấy thì đương nhiên là các đội rồi, nó họ lụm lại cái cục hàng mà xả margin ra như vậy, họ ép anh chị bán hết, và nhìn cái khối lượng rất là bé là biết rồi, là họ chỉ kê mua cái lượng margin đó thôi, chứ bản thân các cái đội trên thị trường họ cũng không có bán ra cái lượng hàng lớn của họ. Thì khi mà các đội họ không bán ra thì những yếu tố phân phối nó sẽ không chính xác, đúng không? Những yếu tố mà các đội họ họ phân phối hay là họ tạo đỉnh thị trường hay gì đấy, à, nó sẽ không chính xác, đúng không? Nó sẽ không hợp lý, tại vì lượng hàng của họ cầm rất là nhiều, tiền của họ lớn hơn anh chị rất là nhiều, là họ chưa thoát ra thì anh chị mình sẽ không có lo lắng nhiều, đúng không? Nó là như thế. Xong rồi tới phiên chiều, những cái sự hồi phục trở lên, đúng không? Hồi phục lên rất là nhanh thì sao? Sàn HOSE nó lại bị có những sự đơ lệnh, lỗi lệnh, cấn lệnh này kia, mua không được, bán thì được mà lại mua thì lại không được, nó ngắt khoản đi. Có nghĩa là sao? Họ cố tình họ làm gì? Họ làm tắc nghẽn cái đường cung cầu của anh chị, tại trên thị trường này rất nhiều anh chị mình, à, tiền anh chị trên thị trường rất là nhiều, anh chị nạp vô thêm đến chị sẵn sàng bắt cổ phiếu giá đáy, ví dụ như vậy, đúng không? Thì họ phải làm những cái công trình mà nó tắc nghẽn như vậy, hoặc là cái lượng anh chị mình mua nó quá nhiều đi thì nó tắc nghẽn như vậy, thì các đội họ hút cầu lên rất là nhanh, họ đập những cái lệnh lớn, họ kéo mã cổ phiếu lên cực kỳ nhanh, về lại những cái vùng tham chiếu, về lại những cái vùng mở cửa, thậm chí là hút xanh lên ngược trở lại. Thì khi mà những cái xu hướng mà giống như con đường mà giống như con đường mà gần cái đường ray anh chị đi tới, đúng không? Là chỉ cần mà cái đường nó chắn xuống cho xe lửa qua một cái là cái đường nó bị tắc nghẽn, nhưng mà sau khi nó thông thoáng là trở lại rồi thì sao? À, thì sao? Nó đã hút cầu lên trở lại, đúng không? Khi mà cái đường giao dịch nó cái hệ thống giao dịch nó thông thoáng trở lại thì lúc đó mã cổ phiếu nó đã quay trở về vùng tham chiếu, nó quay trở về những vùng giá xanh rồi, đúng không? Không anh chị nào mua được nhiều đấy. Và anh chị biết là cái yếu tố mà hàng và tiền, à, em có nói rất nhiều video trước, nó cũng đã phản ánh rất là rõ. Cho dù là phiên ngày hôm qua đạp sàn rất là nhiều, cái độ họ gom là cái vùng giá sàn, nhưng mà cái lượng cổ phiếu bên ngoài thị trường nó vẫn rất là ít, nó rất là hạn chế so với cái lượng tiền khổng lồ của anh chị mình, đúng không? Thì làm sao mà anh chị mình kê mua được, đúng không? Kê mua nó sẽ bị hết room đấy, mua thì bị tắc nghẽn, có tiền thì không mua được, có tiền thì không mua được, có tiền thì không mua được, đúng không? Đấy, cho nên không phải là gì, các đội họ đang muốn gom lại cái lượng hàng, họ tạo ra cái sự tắc nghẽn như vậy để anh chị mình không có mua được cái vùng giá thấp, mà anh chị buộc phải mua những vùng giá nó đã xanh trở lại và cao trở lại, đúng không? Nhưng mà nếu anh chị nào follow kênh YouTube của em, anh chị khách hàng của em ở trong những giai đoạn gãy trước, thì anh chị đã biết cái phong cách của em là anh bắt cổ phiếu khi nó ở hình thành những cái đáy hai, không bắt đáy một. Những sự hồi phục như thế này em đánh giá nó đã hình thành nên một cái đáy ở đây, đúng không? Nhưng mà để mình bắt cổ phiếu thì là không. Họ các đội trên thị trường khi mà họ dụ anh chị mình vào, anh chị bắt đáy á, hàng của anh chị là T cộng 3 nha, anh chị phải lưu ý giúp em là như vậy, đúng không? Với lại hả, rất nhiều anh chị mình đâu có mua được đâu, room họ tắc nghẽn mà, đúng không? Anh chị nói là tại sao mình không bắt đáy ngày hôm nay nhỉ, nhưng mà đâu có ai mua được, đúng không? Nếu mà anh chị bắt đáy mà mua với một cái lượng tiền bé thì nó cũng đâu có lời bao nhiêu, những cái khối lượng tiền tỷ tiền nhiều của anh chị làm sao anh chị mua được nhiều, đúng không? Đó là yếu tố mà họ cố tình họ làm tắc nghẽn, nó là như vậy. Có người mua được, có người không mua được, cái lượng hàng cung không có nhiều, và khi có những sự mà nó hồi phục lên như thế này nè, à, nó rất là dễ nó test lại cái đáy này một lần nữa nè, rất nhiều những cái xu hướng mà nó đánh gãy nè, anh chị thấy nó đánh lúc nào nó cũng đánh hai đáy mà. Anh chị nào mà theo em nhiều, follow em nhiều á, trong những giai đoạn trước là chị đã biết được cái phong cách bắt hai đáy như này rồi, lúc nào họ thường họ sẽ đánh hai đáy đây nè. Cái đáy thứ hai ấy, thường thường nó tùy, nó có thể là nó cao hơn cái đáy một, đúng không? Nó cao hơn cái đáy một, hoặc là nó bằng cái đáy một, hoặc là thậm chí là nó thấp hơn cả cái đáy một, nó tùy những cái xu hướng của thị trường. Cái yếu tố mà nó rủ lại nó test cái đáy này là rất là cao,
đúng không? Rất dễ test lại đáy. Còn nếu mà nó mạnh hơn, nó không có những xu hướng mà nó test lại cái đáy, thì nó sẽ có những xu hướng là nó hồi phục lên, xong rồi nó có một cái quá trình tích lũy đi ngang ở đây, xong rồi nó mới có những xu hướng nó đánh vượt tiếp, hoặc là những cái xu hướng kế tiếp như thế này thì mình chưa dám nói trước. Mình phải coi cái quá trình này nè, cái quá trình ở giữa này nè nó ra sao đã nè, đúng không? Cái quá trình ở giữa này nó như thế nào nè, thì đó mới quyết định được cái quá trình thứ ba này, đúng không? Và những cái xu hướng mà nó lên và nó test lại cái, nó rủ lại cái đáy hai là chuyện hết sức bình thường, hoặc là nó mạnh hơn là nó đi ngang ha, đó là chuyện hết sức bình thường của một cái thị trường này mà sau khi nó gãy. Tại vì sao? Khi nó hồi phục lên đây thì rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình kẹp ở những cái vùng trên như thế này. Cái cây này 7% anh chị nha, cái cây này 7% thôi, cỡ nào anh chị vẫn còn lỗ, lỗ ít hay lỗ nhiều thôi, tùy mã cổ phiếu, đúng không? Thì nó hồi lên như vậy sẽ có nhiều anh chị mình cắt hòa bớt, cắt lỗ bớt, à, nó không có gì là sai cả. Anh chị chuẩn bị tiền cho những nhịp sau, đúng không? Đó là điều hết sức hợp lý. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Nó cũng tạo ra một cái áp lực bán rất là lớn trên thị trường, đúng không? Nó tạo ra áp lực bán rất là lớn trên thị trường. Mà khi mà xu hướng mà các đội họ kéo lên mà liên tục bị bán như vậy thì họ sẽ có xu hướng họ nó quay đầu, nó test trở lại, nó test trở lại cái yếu tố đáy hai, hoặc là nó hình thành một cái biên tích lũy để cho anh chị mình chán nản, anh chị mình buộc anh chị chấp nhận bán lỗ và qua những dòng cổ phiếu khác, ví dụ như vậy ha. Thì những xu hướng đấy mình chưa biết, nhìn chung là trước mắt là đánh cây này là ngày mai nó sẽ hồi lên một nhịp nữa ha, nó lình xình đây và nó hồi lên à, thì mình tính tới đâu mình hay tới đó ha, đừng hô hào, đừng đoán anh chị ha, đừng đoán gì cả, chờ những hình thành xu hướng rồi hãy tính tiếp anh chị ha. Nếu mà ai mà đoán được thị trường nó à, có nhiều anh chị nói là thị trường test xong chưa hay gì đấy, đúng không? Mình phải coi những cái diễn biến tình hình, cái cung cầu nó vận hành mỗi ngày, đúng không? Nếu mình biết trước thì mai mình ra mình mua tờ giấy số mốt chúng độc đắc cho nó lẹ anh chị ha. Đấy, phải tùy theo những cái xu hướng mình xử lý anh chị ha. Nhưng mà nhìn chung hôm nay đánh cây này là rất nhiều mã cổ phiếu nó đã hồi phục, đúng không? Thì mình nhìn coi là cái con nào hồi phục tốt, con nào hồi phục không tốt ha, thì có những chiến lược đầu tư như thế nào là hợp lý anh chị ha. Sẽ có những cách mình gia tăng, mình cưa chân đấy, là sẽ có những cách. Bây giờ đánh cái cây mà sàn cả thị trường như thế này thì ít nhiều gì là rất nhiều anh chị bị thiệt hại, đúng không? Ai chả bị thiệt hại, con nào chẳng sàn ha, con nào mà chẳng sàn, đúng không? Có con nào không sàn đâu anh chị ha, quan trọng là con nào mạnh lên trước, con nào yếu thì nó lình xình hoài thôi, đúng không? Rồi mình nhìn qua dòng băng đấy, dòng băng hôm nay ACB hôm nay đánh một cây rất thuyết phục, đúng không? Hồi lên cực kỳ mạnh và đóng cửa cao nhất phiên 28.3 ha, rất là ok. Nhưng mà nhìn chung á thì cái áp lực bán của ACB khi mà về lại những vùng chơi này nó sẽ rất là lớn. Thì nhìn chung là anh chị nào mà đang có hàng á phải tùy theo cái điểm mua của anh chị nữa. Anh chị mình đu trên này thì thật sự rất là khó. Còn nếu room khách hàng của em ở nằm những vùng giá vốn à, thì em canh em hạ bớt. Hạ bớt à, em chờ những cái phản ứng kế tiếp của ACB. Em sẽ có những cái xu hướng mà em đánh lại ACB sau khi nó đẹp ha. Bây giờ cái giá vốn em quanh đây à, hòa trở lại hoặc là đang lãi trở lại, nếu mà mua giá 28 này đang có lời tí tí, đúng không? Thì em canh em hạ luôn. Em hạ luôn, em biết rằng lên tới đây sẽ có trực chờ những áp lực bán xuất hiện liên tục. Thì em chờ những cái xu hướng mà khi mà cái mã cổ phiếu này nó phản ứng về là cái áp lực bán này ra sao thì em mới đánh lại, còn không thì thôi ha. Nó là những cái chiến lược nó hợp lý nhất anh chị. Cái quá trình mà nó đi lên nè, không phải là nó giật một cây mà đi luôn nha, nó sẽ lình xình, nó tét luôn tét tới rất là phiền. Nó lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống như vậy, thì khi mà nó lên xuống mà nó đẹp thì nó sẽ có những xu hướng nó nâng đáy, nó tích lũy, nó rũ cung, nó tạo một cái biên đáy hai thì nó mới lên lại, thì lúc đó mình đánh nó cũng không có muộn anh chị ha. Đấy, quan trọng là anh chị phải có vốn nên chị mình đánh đằng sau đó mới là ok. À, yếu tố điểm mua rất đẹp, không chịu thiệt hại gì về ACB thì canh hạ là hoàn toàn hợp lý. Còn anh chị đu đọt thì anh chị mình cứ chờ, lỡ đu đọt thì chờ chờ nó cái xu hướng nó hình thành thêm ở đây thì anh chị mình sẽ có những tiếng mình bình quân xuống ha. Khi mà nó xác nhận ok rồi á thì anh chị mình đánh, hoặc là anh chị mình hồi lên, nếu mà hồi lên dù sao mình hồi lên thì mình bán ra cái giá lỗ nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với lại bán cái giá này. Bây giờ cái quá trình bán là không có bán nha, cứ giữ thôi ha. Anh chị mình đừng có bán cổ phiếu giờ này nữa, cứ nắm giúp em gì ha. Cái quá trình rủ margin nó đã xong rồi, những anh chị nào đu trên đợt này là sáng nay mà đạp cây này là chắc chắn là ra hàng hết rồi. Anh chị mình không ra thì công ty chứng khoán họ cũng tự ra cho anh chị thôi ha, nó là như thế. Thì nó đã rủ được rất nhiều anh chị mình đu đợt cái trên này rồi
thì những xu hướng lên như thế này nó sẽ có hình thành những xu hướng ra sao thì mình quan sát tiếp. Nhìn chung là ok ha, nó hồi như thế này rất là tốt. BID cũng như vậy thôi, nhìn chung là phiên ngày hôm nay á, là mình nhìn dòng băng là nó y chang nhau hết anh chị ha, nó y chang nhau hết. Đây là ACB, BID nè, rất là giống. Nhưng mà BID nó bị một tình trạng gì, nó đóng cửa không có cao nhất phiên ha. ACB là đóng cửa cao nhất, còn BID là đóng cửa không cao nhất, thì nó sẽ có khả năng là nó lình xình lại thêm ha, nó lình xình lại thêm đấy. Nói chung á, nó sẽ có quá trình nó tích lũy ở đây nè anh chị, mình càng nản anh chị mình càng bán ra, thì đội họ 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 gom lại ở đây thêm một nhịp nữa, họ rủ nhẹ xuống một cái là anh chị mình nhả hàng ra, thế là nó giật lên luôn, thì lúc đó là nó đánh lại ha. Đó là như thế, thì như em có chia sẻ thôi, nếu anh chị mình mua trên này xuống đây thì anh chị cứ chờ hồi phục lên, mình canh mình gia tăng hàng đấy, không việc gì phải lo cả anh chị ha. Cái vấn đề quan trọng là anh chị mình không bán ra vào phiên sáng ngày hôm nay mới là thành công, còn cái việc sau này là anh chị mình cứ tiếp tục nắm giữ. Nếu anh chị bán ra vào phiên sáng ngày hôm nay, coi như anh chị bán ở vùng giá rất là thấp và anh chị lỗ rất là ghê, đúng không? Nhiều anh chị sáng anh chị mình phải chịu nổi cái áp lực, cái độ nhiệt của thị trường, cái độ khắc nghiệt của thị trường mà nó đạt như thế này, anh chị lỗ rất là kinh, đúng không? Anh chị phải chịu được cái nhiệt đấy, nó đã qua cái vấn đề mà chịu nhiệt rồi thì nó hồi lên nó sẽ ok hơn, đúng không? Không bán ra là đã thành công rồi ha. Rồi CTG ha, CTG thì cũng vậy thôi, nhưng mà CTG như em nói đó, CTG thì cái con này thì nó không lên được giá xanh ha, nó vẫn giữ giá đỏ, thì nhìn chung nó bị yếu ha, bị yếu thì nó sẽ không có bằng cái con ACB với con BID ha. HD nè, HD con này bo cung, cái việc mà nó hồi lên thì nó tương đối dễ anh chị ha, tương đối dễ. Liên Việt nè, Liên Việt đánh giá cũng mạnh nè, Liên Việt rất là tốt nha. Liên Việt với BID với ACB là khá là giống nhau, nó về lại những vùng ok ha, những cái xu hướng con này rất là tốt. Như vậy Liên Việt cái quá trình mà gia tăng tăng của Liên Việt nó thật sự nó không có quá nhiều ha, nó tăng có 2 cây à, thành ra nhìn chung á, con Liên Việt này sẽ là một trong những con mà nó hồi phục lên nhanh nhất của dòng băng, nên chị mình chú ý giúp em con Liên Việt như thế này ha, tại vì bản chất nó không tăng nhiều và cái quá trình rũ bỏ nó cũng rũ không được bao nhiêu người cả, thành ra các đội họ sẽ không có tốn tiền để họ rũ mấy con như thế này đâu. Tại vì thứ nhất con này chán nản thì cái dòng tiền nó sẽ ít đánh con này ha, mà cái cây này hầu như rủ ra gần hết rồi, cây sáng ngày hôm nay nữa là coi như xong rồi ha. Cái quá trình rủ con này nó diễn ra nhanh hơn thì nó sẽ hồi phục nhanh hơn, chú ý giúp em con Liên Việt ha. MBB cũng như vậy nè, MBB cũng vậy, đây là một những con mà dòng tiền nó đỡ rất là mạnh và nó giữ được rất là ghê, đây là những con mình cũng nên chú ý ha, những con mà thể hiện cái sự sức mạnh khi mà nó hồi lên như này nè thì giai đoạn sau nó hồi phục lên nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi STB nè, thấy không, STB cái yếu tố hồi phục nó đánh giá là không tốt, nó hồi không được giá xanh ha, mấy con này nó bị bán nhiều lắm, với lại nó yếu tố đầu cơ nó cao, thành ra là nó lên nó rất dễ bị bán ha, cái dòng tiền nó ra vào quá nhanh nó rất dễ bị bán nha, những con này nó xu hướng nó sẽ yếu hơn đấy. Techcom Techcom mạnh nè, Techcom giống nè, những con mà giữ xanh được ngày hôm nay là rất là mạnh ha, thì khi mà hồi phục nó sẽ hồi nhanh anh chị ha. Rồi Vietcom thì quá mạnh rồi, Vietcom là dòng điều tiết, họ không cho thủng cái vùng giá này luôn ha, cái vùng nền này là không hề thủng ha. Vietcombank cũng là một con mình sẽ chú ý giai đoạn sắp tới, Vietcombank hình như là nó không hề thiệt hại gì luôn á, nó không hề có những sự thiệt hại gì cả ha, thậm chí sáng nó có nhịp nó đánh trần lên nữa anh chị ha. Nè VB cũng mạnh nè ha, VB cũng mạnh, nhìn chung những con mà giữ xanh như thế này là mạnh nè, những con mà còn giữ sắc đỏ như thế này nó sẽ yếu hơn ha. Nhưng mà như em nói đó, cái đáy một em không bắt, đúng không, cho dù nó xanh hay nó mạnh gì em cũng chưa bắt vội, em chờ những cái diễn biến sau thì em mới bắt ha, nó mới ok. Tại vì anh chị biết lên thang bộ xuống thang máy mà, kiểu gì lên đây nó chả tích lũy ha, kiểu gì lên đây nó cũng tích lũy cả ha, tích lũy nó mới đánh vượt, không bao giờ nó lên cả chiêu V cả, anh chị mới hiểu cái bản chất của thị trường nó là như vậy ha, nó phải xây đề đi lên rồi đấy ha, lưu ý như vậy. Nhưng mà dòng anh chị mình chú ý trong giai đoạn tới đó chính là dòng dầu khí ha. Dòng dầu khí cực kỳ mạnh luôn, em có giải ngân, em có ra giải ngân nè anh chị ấy, cái vấn đề mà hết room nó rất là khó chịu nha, nhiều khi mình không mình có tiền nhưng mà mình không mua được nó mới bực nè. Anh chị kê mua BVS nè, ATC nè ha, em có nhờ bên cái bộ phận mở room là có mở cho một lượng BVS rồi đấy, nhưng mà cái khối lượng BVS mở ra nó không có đủ
anh chị ha, mở ra một cái cầu thị trường mua sạch bách đấy anh chị, mình cũng không mua được nhiều nè, đặt ITC nè, hết room nè, thấy không? Cái vấn đề bây giờ không phải là có tiền hay không có tiền ha, cái vấn đề là hết room, cái lượng cổ phiếu nó bắt đầu nó dần dần nó không có đủ, nó không có đủ cho anh chị mình mua nữa. Đây này, cái vấn đề hết room này diễn ra rất là nhiều ha, rất là nhiều đấy. Mà cái vấn đề hết room này cũng là một cái yếu tố để anh chị mình cảnh giác ha, cái bong bóng của thị trường nó vẫn còn và nó vẫn rất là căng anh chị ha. Mặc dù cái quá trình rủ như thế này họ gom lại cũng khá khá nhiều hàng, nhưng mà nhìn chung á, là cái lượng tiền trên thị trường quá mạnh, thành ra là nhiều khi cái yếu tố hết room nó vẫn sẽ hiện hữu rất là nhiều. Thành ra nhìn chung á, cái giai đoạn ok nhất bây giờ là anh chị canh nhịp hồi phục để anh chị mình cơ cấu danh mục là ok nhất. Còn anh chị mình cái giai đoạn này còn xem coi là cái đoạn sau mà đua đi đua con gì hay là đánh con gì đấy thì từ từ tính tiếp ha, mình cứ đưa tỷ trọng của mình về an toàn cái đã, rồi anh chị mới tính cái chuyện mình chị đánh sao anh chị ha. Nhưng mà thật sự nha, dòng dầu khí rất là khỏe nha, BVS mà đánh một cái cây như thế này là cực kỳ mạnh luôn á, thậm chí là nó không phải giật lên đâu mà nó hồi lên cực kỳ khỏe như thế này, đóng cửa cao nhất phiên, bởi vì em mới cho lấy vị thế trước với BVS. Nhìn chung những con dòng B nó có một cái điểm chung là BVD đâu nè, BVS nè nè, con gáp này là dòng điều tiết thị trường thì em không có nói, nó y chang cũng Vietcombank thôi, nhìn trụ nó đánh giống nhau. Anh chị nào học khóa học của em ngày hôm qua là có biết là trụ là ai đánh anh chị? Đội SCIC đúng không? SCIC là đội quản lý vốn nhà nước đúng không? Họ sẽ đánh những con trụ như thế này, mà chung một đội đánh thì họ sẽ đánh giống nhau, đúng không? Không có gì để phân tích cả. Đấy, tiếp theo là gì? Những con như là BVD anh chị thấy không? Chịu ảnh hưởng rất là thấp. Nè, giữ quanh giá nè, cái vol này mang tính chất hấp thụ, là bao nhiêu hàng mà con margin hay là anh chị mình sợ bán ra hay gì đấy, họ đã ăn toàn bộ cái lượng hàng đấy. Cái sự quyết liệt trong cái sự ăn hàng thể hiện rất là rõ qua khối lượng như thế này, cho nên dòng B rất là khỏe. Thành ra những con như BVD, BVS là cực kỳ quan tâm với giai đoạn sắp tới ha, để xem ngày mai như thế nào, em sẽ có những điểm mà em canh con này anh chị ha. BBT cũng như vậy, nhìn chung ba con này như nhau. Nói chung dòng dầu khí đang là những dòng chú ý ha, rung lắc như vậy mới thấy dầu khí nó mạnh nha, anh chị cứ chờ. Với lại chiều HOSEN nó cũng lỗi lệnh nè, hết room này kia nè đấy, nó chặn cái đường mua của anh chị mà anh, các nói chung là đội với lại các cái tổ chức họ không muốn anh chị mình mua rồi, thì anh chị mình cũng đừng có giành hàng của cá mập làm gì anh chị ha, cứ để họ gom hàng đi, họ đánh lên rồi mình nương theo, đừng bao giờ tranh hàng của cá mập, hãy nhường cho cá mập trước và mình nương theo cá mập anh chị ha. Rồi VRE nè, vẫn rất khỏe nha, VRE vẫn là một con tâm điểm chú ý ha, không hề có những sự điều chỉnh gì cả đấy, cực kỳ mạnh mẽ. VRE canh ha, đây là những con tiêu điểm giai đoạn sau nè. Mấy con dòng điều tiết như Vinhomes và VIX thì em không có đề cập à, em không có đề cập nữa. Rồi dòng phân bón nhìn chung nó vẫn hồi phục theo những con kia của thị trường thôi, DBM là DCM lên lại đây, DBM lên lại đây ha. Cái vô, nhưng mà anh chị thấy không, cái yếu tố về khối lượng của dòng phân thật sự rất là bé luôn á, có nghĩa là cái dòng tiền của đội họ không hề có cái chuyện gì thoát ra ở đây cả ha, dòng tiền của đội họ vẫn nằm y nguyên ở trong con DBM này, đúng không? Với lại bản chất DBM là một cái con mà cái sự chán nản mà rất, nói chung là anh chị cầm hàng DBM nó cũng không có nhiều, đúng không? Nên tới vùng này ngoài đang hình nhìn chung là đang hòa vốn hoặc là đang lỗ 1% thôi, đúng không? Cái những người mà họ đánh những cái dòng tiền mà đầu cơ hút nhanh trên thị trường á, họ không có quan tâm con DBM, DCM này nhiều, là do là nó hơi chán. Chính vì vậy cái yếu tố rũ bỏ của DBM nó mang tính chất là một pha rũ bỏ cuối cùng, có nghĩa là những anh chị nào thật sự đã muốn bán ra DBM, DCM đã bán ra vào phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay. Những sự hồi phục của DBM, DCM này thật sự rất là đáng chú ý ha. Những cái sự lình xình kế tiếp sẽ giúp cho hai con này nó sẽ hồi phục lên nhanh hơn những con khác, anh chị mình chú ý sẽ có những điểm gia tăng anh chị ha. Những con mà bản chất mà nó chưa tăng như thế này nè, là khi hồi phục lên nó hồi rất là nhanh ha, tại vì nó không có chịu thiệt hại nhiều thì nó sẽ hồi lên nhanh hơn, anh chị mình lưu ý nha. DGC cũng như vậy thôi nè, yếu tố về khối lượng thật sự bé, về lại những cái vùng nền tích lũy cộng thêm yếu tố về con margin, mà cái con DGC này mà đo từ đỉnh đo xuống thì cũng không có bị con đâu anh chị, tầm 9 đến 10% như thế này cũng không con ha, cũng bình thường đấy, không vấn đề gì. Với lại cái tỷ lệ cho margin đối với DGC nó không có nhiều bằng mấy con lớn ha, tỷ lệ nó cũng khá là an toàn, thành ra cái yếu tố rủ margin đối với cái con mà dòng
thanh khoản mang tính chất hơi bé như thế này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Thành ra đây là yếu tố rủ bỏ thôi, đạp như thế này cũng không có con, margin cũng không có đủ sức để con ha, yếu tố là rủ bỏ cuối cùng ha. Những con DCM đạp như thế này mới con nè ha, đạp như này mới con nè, đạp này mới con nè, đạp vậy là chắc chắn bị con luôn á, 14% là con margin rồi ha. Và nhìn chung á, nếu mà cái lượng hàng call margin mà bị xả ra mà cái khối lượng nó như thế này thì nhìn chung nó cũng khá là bé, chứng tỏ là gì, cái anh chị mình đánh con này nó cũng không có nhiều, cái lượng cầu trên thị trường họ không hút con này nhiều. Thành ra khi mà yếu tố mà chán nản, yếu tố mà lực bán yếu, yếu tố mà cái lượng margin nó thấp như thế này thì khả năng là những con này sẽ hồi lên rất là nhanh, thì các đội họ sẽ ít mất tiền khi họ đánh những con này lên, đúng không? Đánh mấy con kia đánh nhiều quá, anh chị hút vô, anh chị đeo bám nhiều quá, anh chị đu vào nhiều quá, họ đánh lên nó không có mượt, anh chị mình chốt lãi liên tục thì họ sẽ quay đầu họ test liên tục để họ rủ anh chị ra. Còn những con mà nó bản chất nó chán nản như thế này là độ họ rất là dễ họ kéo, họ kéo lên như vậy anh chị bắt đầu bây giờ mua đuổi thì họ sẽ kích cầu nhanh hơn, họ kéo họ đỡ tốn tiền hơn, đúng không? Cái xu hướng thị trường như vậy mình mới hiểu được cái tính chất của dòng tiền đấy. Những cái dòng mà chú ý kế tiếp á, em đánh giá vẫn là dòng chứng khoán nha, thật sự rất là mạnh luôn á. Nhìn chung dòng chứng khoán mà kéo lên như thế này là cực kỳ ok nè, về là những vùng nền tích lũy ha, về là những vùng nền tích lũy, về nền tích lũy hết. SHS cực kỳ khỏe luôn, SHS nó khỏe từ ngày hôm qua rồi ha. Những con như thế này anh chị mình chú ý nè, HCM đồ cũng khỏe, dòng chứng khoán đáng chú ý nha. Phiên này là phiên xác nhận, phiên thứ hai là phiên test lại, phiên ngày mai là những phiên mà nó kiểm chứng cho cái phiên ngày hôm nay, thì chờ phiên ngày mai sẽ có những cái điểm mà mình chú ý anh chị ha. Dòng chứng khoán nha, bán lẻ, nhìn chung bán lẻ thì nó hồi lên đúng vào buổi sáng mà nó cứng ở dưới đó luôn ha, nó đóng cứng vậy luôn. Thì nhìn chung thì dòng chủ thị trường là nó hồi như thế này thì cũng ok, không vấn đề gì anh chị ha. Nhìn chung là dòng này nó cũng không có thiệt hại nhiều, thì hồi lên cái này nhìn chung là hòa vốn đúng không, đa số là hòa vốn, BG đồ cũng hòa này, và WG mà anh chị nào mua ở quanh đây cũng hòa vốn, là hoặc là lãi tầm 1-2% gì đấy anh chị ha. Thì nhìn chung những cái con dòng bán lẻ như thế này là dòng chủ lớn, thì khi target của nó khi mà nó quay về lại những cái vùng đỉnh cũ như thế này là anh chị bắt đầu cũng lời trở lại đúng không, thì chị canh thoát đi anh chị ha, canh thoát đi. Những con như thế này mà yếu tố rủ xong á, mà nếu mà nó hình thành thêm một cái biên tích lũy nhỏ nhỏ ở đây nè là mình vào bắt được, phải nó phải tích lũy nha, để nó xác nhận cái yếu tố là đội không muốn đánh luôn, thì nếu tích lũy đây nè anh chị mình mua nó mới ok, chị mua gia tăng đây nè hoặc là mua lại cũng được đấy, mà nó phải tích lũy nha, nó đánh vượt luôn target xa hơn đấy, là phải có cái biên tích lũy ở đây nó mới xác nhận cái vấn đề đấy, còn nó không hình thành thì thôi nha. Nếu mà không hình thành những biên tích lũy có nghĩa là gì, hồi lên anh chị cứ canh bán thôi, canh hạ thôi anh chị ha, canh hạ thôi, còn nếu mà nó hình thành một cái biên ở đây thì ok ha, lưu ý nha. Quy tắc là phải có tích lũy mới chơi, có tích lũy của nhà đội họ muốn đánh thì mình mới chơi theo họ, còn không thì thôi nha. Nam Kim cũng vậy nè, nhìn chung Nam Kim nó không bị thiệt hại nhiều vào phiên ngày hôm qua, thì phiên ngày hôm nay nó hồi lên lại quanh cái giá vốn thôi đúng không, 15.5 16 gì đấy, quanh quanh rình xình quanh đây không vấn đề. Những con nói chung dòng thép á, nó không có bị ảnh hưởng nhiều vào phiên ngày hôm qua, thì khả năng dòng thép giai đoạn tới cũng là sẽ có những cái nhịp hồi phục nó ok hơn anh chị ha, để ý dòng thép. Nhưng mà dù dù sao á, target vẫn là cái vùng đánh vượt ha, đánh vượt một cái mình chốt là ok. Dòng thép thực sự nó dư địa nó cũng cao rồi anh chị ha, nó test cái này nó chạy thêm một nhịp nữa là ok rồi ha, không khuyến nghị mua những dòng cao như thế này nữa ha, mất công thị trường nó đánh nó test thêm một cái đáy hai nó rủ thêm tiếp thì cũng rất là mệt, nhiều khi không có đủ T cộng, bắt đáy không đủ T cộng mà còn chỉnh xuống nữa rất là phiền ha, lại lại bị coin margin tiếp nha, nó cái vấn đề mà quản trị rủi ro rất là lớn, rồi phải tính T cộng này kia nữa chứ không phải là cứ bắt đáy là được nha. Mà phiên ngày hôm nay em đã nói rồi, bắt có bao nhiêu đâu, mua thì hết rơm đúng không, hô xe thì lỗi đấy, anh chị mình đâu có vào được nhiều gì ha, hồi lên canh bán cái đã, hoặc là hồi lên xem nó có tích lũy không thì mới chơi tiếp. Đất xanh là đất xanh rất là mạnh nha, đấy một những con tiêu điểm nè, đất xanh về rè và những con dòng dầu khí anh chị mình chú ý ha. Ngoài đất xanh ra thì những con khác thì em đánh giá không tốt, HBC nè tục lúc luôn đấy, không những cái con mà 50-50 gì đấy, không năm ăn năm thua nè, thua cái thua luôn nè. Không đỡ luôn nè, không đỡ luôn, không rút chân lên luôn ha, khá là xấu nha.
Nhìn chung những con còn lại thì rút chân thôi, con nào cũng rút chân cả. Hôm qua thì đánh sàn, hôm nay thì lại rút chân đồng loạt. Hay nói chung là rủ margin. Nhưng mà cái vấn đề khi mà sau cái quá trình rủ margin á, những con nào mà dòng tiền lớn họ quan tâm á, họ mới đánh lên tiếp. Chứ không phải là con nào mà cứ đánh cây này xong là anh chị mình nghĩ là thị trường nó tăng lên lại hết nha. Không có đâu. Con nào mạnh nó mới lên tiếp, còn con nào yếu nó vẫn vậy à. Nó hồi lên vậy thôi chứ chưa chắc là nó lên liền. Vậy ha. Dòng tiền nó cũng thông minh lắm, nó chọn những con nào ít mất tiền nó kéo trước, những con nào kia thì nó kéo sau. Đấy, BMI nè. Thấy không? BMI test như thế này là ok rồi. Về lại nền rồi. Tạo đáy một rồi ha. Đấy, nó sẽ có những nhịp hồi phục lên. BVH đánh giá mạnh nè. À, BVH ok nè. Con nào nó cũng hồi phục cả. TRG khỏe nè. Chú ý con TRG này ha. Nếu mà nó tích lũy thêm vài phiên thì mình đánh lại được. Còn không thì cứ hồi lên canh bán ha. Không việc không tích lũy là không chơi nha. Không việc gì mình phải tham cái phần trăm cả. Cái yếu tố tích lũy nó sẽ khiến cho cái đà tăng của cổ phiếu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn nếu không tích lũy thì nó chỉ chạy thêm một nhịp nữa thì anh chị mình có hàng thì mình canh thôi. Còn mua vào anh chị đâu có đủ T đâu đúng không? Vậy hạn chế. Đấy. Nhà Viettel là một những con cực kỳ khỏe trong giai đoạn này. CTR là ba con nhà Viettel này. Thứ nhất á, là cái sàn Upcoin á, thì cái lượng margin không có cho nhiều. Chỉ có bên VBS của em là cho margin mấy con Upcoin này thôi. Các bên khác không cho nha. Thành ra yếu tố rủ margin á, thì nó cũng không có rủ nhiều. Cũng không có margin nhiều đối với những con như thế này. Đúng không? Cái sàn này đánh margin đâu có bao nhiêu đâu. Đâu đâu có bên nào cho margin những sàn như thế này. Chỉ có bên em có thôi. Nhưng mà rủ xong rồi mà thấy không ai bán nữa. Thì nhìn chung là những con này nó sẽ hồi phục tiếp. Với lại những yếu tố về tin tức ha. Nhà Viettel lãi gần cả ngàn tỷ đúng không, thì nó đánh những con này thôi đúng không, những con này sàn Upcoin ha, nó ít ảnh hưởng nhiều. Với lại Upcoin nó cũng không có bị lỗi lệnh, nó cũng không có bị hô xe chặn hay gì cả. Đấy thì dòng tiền nó sẽ tập trung qua những con như thế này thì nó hồi lên. Nhưng mà từ lúc mà nó tăng như thế này là nó không còn điểm mua nữa rồi, nó không còn điểm mua nữa rồi. Cho nên anh chị mình có hàng, anh chị mình nắm những con này thì nhìn chung cũng không có bị thiệt hại, thì cứ chờ nó hồi phục trở lên thì anh chị mình tiếp tục chốt lãi thôi ha. Điểm mua thì đương nhiên là không có ha, đã không mua thì những giai đoạn trước rồi thì bây giờ cũng không mua đâu anh chị. À, Dabaco hồi phục tốt ha, về lại nền. Đấy, GTN hồi phục đánh giá yếu hơn nhưng mà nhìn chung cũng về lại nền. Khối lượng ngày hôm nay rũ bỏ khá tốt, cái lượng margin của GTN gần như đã rũ ra hết thì nó sẽ có những sự hồi phục khá ok ha. Nhìn chung là những con như thế này mình phải chờ thôi. Nói chung toàn thị trường bây giờ quan trọng nhất là phiên ngày mai, xem cái xu hướng nó có nâng đáy hay không, nó có như thế nào hay không thì mình sẽ có những cái chiến lược mình kế tiếp. Anh chị lưu ý GTN nhìn chung không có thiệt hại nhiều, nó cũng về lại đây à. Nhưng mà cái con này thì cái che nó đã cao rồi, không có mua mới nữa nha, nó đang trong quá trình dần dần phân phối đó, thì mình lưu ý à. Những con penny như thế này khi mà thị trường nó hồi phục, mấy con penny này thường thường nó ít hồi phục lắm. Penny nó chỉ chạy trong khi thị trường nó gần tạo đỉnh thôi, còn khi mà đang trong pha điều chỉnh ít khi nào mà đội họ đánh penny lắm ha. Penny là những con chạy cuối cùng anh chị ha, chạy cuối sóng mới đánh penny. KSB xấu nè. Yếu, đỡ như vậy rất là yếu ha, đỡ yếu quá. Long Điền nè, mở gap quá sâu đi, mở gap mà sâu như thế này cái quá trình hồi phục nó sẽ rất là lâu ha, rất là lâu. Liên Việt mạnh, em có nói rồi. BHR mạnh nè. Nhìn chung test như thế này là ok. Vôn bé nè, yếu tố rũ bỏ tốt, hấp thụ cũng hết rồi ha, cái lượng hàng mà muốn bán ra cũng đã bán hết rồi. Đấy, những con như thế này hồi phục nó sẽ rất là nhanh. SHB đúng không? SHB nhìn chung thì cứ về nền là nó sẽ giật lên nữa đúng không? Những cái yếu tố mà những cái cây như thế này nè ha, tuyệt đối anh chị mình không có đua nha. Thứ nhất là trong khách hàng của em đây nắm giữ SHB nhưng vùng giá rất là tốt, sẽ canh gia tăng thêm. Nhưng mà khi mà nghe mà nói chia sẻ đó, khi mà lên những vùng cao như thế này nó sẽ có những cái biên tích lũy hình thành ở đây nè. Yếu tố cung cầu của thị trường nó sẽ có những biên tích lũy ở đây, thì xem nó tích lũy ok hay không, hay nó rủ thêm một cái đáy hai này nữa thì mình mới canh, mình bắt lại SHB ha. Đừng có bắt sớm anh chị ha, đừng có bắt sớm, đừng bao giờ bắt đáy sớm nha, nó rủ ra lại đấy. Trên đường đi mà thấy test không ổn là rủ là lại là chuyện hết sức bình thường anh chị ha, cứ lưu ý. Hoặc là nó nâng đáy, nó có nhiều trường hợp.
đấy nè, nó nâng đáy nè, đúng không? Cái đáy nó phải cao hơn như thế này nè, đấy là gọi là nâng đáy hoặc là test đáy ha, tùy tùy cái sức mạnh của con này. Mà cái con này cái lượng hàng trong kho của đội họ nhiều lắm, anh chị thấy em có nói trong room á, ông nào mà đua lệnh nó tán cho một lệnh 1,5 triệu một cái là rớt xuống liền anh chị ha. Đấy, đừng bao giờ đua lệnh những con như SHB, mua được mua không được thì thôi, chờ điều chỉnh rồi mua, điểm mua rất quan trọng, tuyệt đối không mua đuổi trong bất cứ mọi trường hợp anh chị ha. Đấy, có một số con như Vere đất xanh thì mình chú ý ha, khi thị trường kết thúc những pha điều chỉnh, con này sẽ là những con chạy đầu tiên đấy, chờ thêm những phiên xác nhận cho nó an toàn rồi hãy đánh ha, chú ý giúp em. Những con dòng băng nào mạnh nó sẽ hồi phục trước ha, đấy đó là những cái xu hướng của thị trường ha. Nhìn chung thì anh chị chú ý giúp em con VRE đất xanh và những con dòng dầu khí và những con khác mà anh chị mình vẫn còn bị dính những cái nhịp mà đánh cái cây sàn, thì anh chị mình cứ chờ thôi, hồi phục lên anh chị mình hãy canh bán nha, tuyệt đối đừng bán sớm ha. Có một số con nha, trong cái quá trình mà nó hồi phục lên mà nếu nó ok anh chị mình có thể gia tăng bình quân xuống được, gia tăng một cái nó chạy lại luôn là lời gấp đôi ha, tùy theo. Cho nên cái quá trình tích lũy ở đoạn sau này nè sẽ là những yếu tố quyết định là nó có test đáy hai hay không, hay là nó nâng đáy hai hay không, đó mới là quan trọng anh chị chú ý ha. Dạ rồi, thì nhìn chung là video ngày hôm nay là em cũng chỉ chia sẻ tới đây ha, để có những cái chiến lược anh chị mình cầm hàng nó tự tin hơn và anh chị mình cũng hạn chế mà mua đuổi, hạn chế là bắt đáy quá nhiều, cái tư tưởng đặt đáy quá nhiều anh chị ha, bắt đáy quá nhiều. Nhưng mà anh chị thấy sáng nay mà yếu tố lỗi lệnh như vậy cũng đâu bắt được bao nhiêu, họ ép anh chị mình phải mua những vùng giá cao chứ không có cho anh chị mình bắt cái vùng giá đáy của họ, giá đáy là giá của họ gom ha, đừng bao giờ tranh hàng của Big Boy, cứ để họ gom trước, họ là những tổ chức lớn, họ gom họ đánh lên thì mình hưởng, đúng không? Mình đi theo họ, đừng bao giờ tranh hàng của họ làm gì anh chị ha. Rồi đấy, và thứ năm này là cũng tiếp tục ha, cái buổi kế tiếp của khóa học của em đấy. Rồi nhìn chung thì khóa đầu, cái buổi đầu chỉ là cái buổi mà mình nói về bản chất thị trường, gọi là những cái buổi mà sơ khai thôi, đúng không? Cho nên nếu mà bây giờ mà anh chị mình vẫn còn muốn học, vẫn còn đăng ký thì ok, tại vì qua cái buổi thứ hai thứ ba là bắt đầu nó đi vào kỹ thuật rồi, đúng không? Thì em sẽ không nhận học viên khi mà đi vào kỹ thuật nữa, tại khi mà dạy mà không live stream á, anh chị mình sẽ bị giống như bị mất căn bản vậy ha, cho nên không có nhận nữa, thành ra nhận những yếu tố cuối cùng thôi, nhận đến chị mình vào bắt đầu học những cái ngày sau là không có nhận nữa nha. Thành ra là nếu anh chị mình còn đăng ký anh chị mình cứ liên hệ với em để thông tin ở dưới anh chị ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn các chị rất là nhiều, à đã dành thời gian tối nay xem video của em. Dạ rồi, em xin cảm ơn.